Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự hanh thông, năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Đinh Dậu 1957 luôn luôn sôi nổi, yêu đời và tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Chính vì vậy mà trong tháng 9, tuổi Đinh Dậu có những đột phá về thành công trong công việc cũng như trong sự nghiệp và kinh doanh. Tháng 9 do được quý nhân mang đến vận may tài lộc, quan sát này có thể nhận được nhiều lời khen thưởng trong công việc và cũng có thêm nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng, nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Nắm được vận may của mình trong tháng 9 âm lịch, những người tuổi Đinh Dậu phất lên như diều gặp gió, không gì có thể cản được thành công của họ. Không làm mất thêm thời gian của quý vị nữa, ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi video phân tích tử vi những người tuổi Đinh Dậu trong tháng 9 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Đinh Dậu thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở người khác khiến tuổi Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Đinh Dậu chủ động và nhiệt tình, cởi mở, giao tiếp rộng rãi. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Đinh Dậu chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ coi vẻ bề ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Người sinh năm Dậu nói chung có tính logic, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ khác nhau, họ có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong cả. Họ có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Trong tháng này, phương diện sự nghiệp liên tục gặp khó khăn, trắc trở, đời sống tình cảm cũng nhiều sóng gió. Những phương diện mà bạn cần lưu tâm cũng nhiều hơn, đặc biệt bản mệnh phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhất là khi giao tiếp với người khác. Tốt nhất nên tránh sự can dự vào những việc tranh chấp đúng sai của đối phương. Với chuyện tình cảm cá nhân, gia chủ cũng nên bao dung và thấu hiểu hơn đối với người thân trong gia đình, đừng làm mọi việc theo ý mình, cũng đừng cố vướng mắc sai lầm của người khác. Hãy cố gắng nhượng bộ khi gặp bất đồng, càng gay gắt sẽ càng gây tổn hại lớn đến mối quan hệ, cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp canh dương kim nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, gia chủ cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi công việc tháng canh tuất cho thấy gia chủ tuổi Đinh Dậu thực sự cố gắng, không ngừng nghỉ, ắt sẽ mang lại nhiều trái ngọt cho sự nghiệp. Gia chủ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo cấp trên, đồng thời cũng có uy tín với những nhân viên cấp dưới. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này cũng gặp phải không ít khó khăn, rắc rối trong công việc. Khuyên bạn hãy thử nghe theo lời khuyên của những người trẻ tuổi hơn, biết đâu bạn sẽ tìm được một hướng đi mới trong giải quyết công việc của năm Nhâm Dần 2022. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là đại ngạc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Tháng Canh Tuất năm 2022 về mặt tài chính của con giáp này không có nhiều biến động, mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo cũng khiến bạn đỡ tốn nhiều thời gian lo lắng hơn. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần phải có thái độ cẩn thận và tham khảo ý kiến của mọi người nếu cần thiết. Người làm kinh tế có thể ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị, đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty. Người làm công ăn lương đạt được những thành tích đáng tự hào nên có nhiều cơ hội được thưởng nóng và tăng lương. Thêm vào đó, lối sống tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng giúp bản mệnh tiết kiệm được một khoản tiền kha khá trong suốt những năm tháng vừa qua. Bạn có thể tận hưởng một cuộc sống dư giả, thậm chí giúp đỡ những người mọi người xung quanh. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay. Tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe đang trong thời gian này không được lạc quan cho lắm, vì tuổi tác đã khá nhiều, không nên làm những việc quá sức, dễ gây tổn thương không đáng có cho cơ thể như căng thẳng thần kinh, đau mỏi xương khớp. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn nặng lòng với công việc, không có thời gian. Bạn cần chăm sóc cơ thể thật tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Nếu cơ thể có những cảnh báo rõ ràng, bạn nên gác lại công việc hàng ngày lại và đi khám chữa bệnh ngay, chớ nên kéo dài khiến bệnh ngày càng trở nặng. Các gia chủ tuổi Đinh Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 9 âm lịch cho gia chủ Đinh Dậu trên phương diện tình cảm, gia đạo cho thấy nhờ cách cư xử khéo léo và chuẩn mực mà gia chủ ngoại giao tốt, không làm mất lòng ai, thậm chí còn tạo được ấn tượng sâu sắc cho người đối diện. Tuy nhiên nên chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để bản thân cuốn theo những thú vui nhất thời, sinh ra những tác động tiêu cực. Trong gia đình, đa số các cặp vợ chồng biết quan tâm, chăm sóc và bao dung cho nhau. Hai người đã quá hiểu nhau nên không còn mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Bạn vẫn có thể làm mới tình cảm của mình, khiến cuộc sống trở nên vị hơn. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục Hợp Mão, Tam Hợp Dần và Ngọ Thành Hỏa Cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Đinh Dậu trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 9 năm 2022, tức ngày 5 tháng 10 năm 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 9 năm 2022, tức ngày 5 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 9 năm 2022, tức ngày 17 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Đinh Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Dậu trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 9, tức ngày 6 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 9, tức ngày 18 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cậu ngày tháng năm sinh, cậu số điện thoại,
hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Đinh Dậu trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.